Phải nói thật với nhau rằng là thị trường đồ Apple ở Việt Nam rất là phức tạp. Các bạn có thể để ý sang iPhone chẳng hạn. Đối với cả chúng ta thì khi đi mua iPhone thì chỉ có là hàng cũ hoặc là hàng mới, vậy thôi. Nhưng mà đối với cả những người bán hàng, đối với cả các đại lý thì còn có rất nhiều các loại khái niệm khác. Ví dụ như là iPhone lock này, iPhone 2 SIM vật lý này, iPhone trôi bảo hành này và vân vân mây mây rất nhiều các loại iPhone khác. MacBook cũng vậy nhá, MacBook cũng không phải là ngoại lệ đâu. Cũng có rất nhiều các cái thuật ngữ mà các bạn có thể thấy được trên các bài quảng cáo trên Facebook này, hay là các cái sàn thương mại điện tử quảng cáo về các cái sản phẩm MacBook mà có rất nhiều các khái niệm mà chúng ta không biết là gì. Vậy thì hãy cùng nhau khám phá trong video này nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Nếu như bạn đang rối bòng bong với cả các loại máy ở trên thị trường thì hãy đến ngay với Mac One. Ở Mac One đang có rất nhiều các sản phẩm MacBook từ cũ đến mới. Ngoài ra nữa còn có một đội ngũ nhân viên tư vấn cực kỳ nhiệt tình để cho các bạn có thể lựa chọn được đúng cái dòng máy mà các bạn mong muốn. Tiếp đến nữa, hiện tại ở Mac One đang có chương trình Back to School, tựu trường nhân dịp năm học mới và sẽ giảm giá cực kỳ sâu cho các bạn sinh viên đấy nhá. Link mua hàng và chương trình mình để ngay ở phía bên dưới để cho các bạn tham khảo đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ nói đến hai khái niệm dòng máy mà rất nhiều người bị nhầm lẫn với nhau, và đây cũng là hai loại máy mà được trên thị trường đang có vẻ là khó phân định nhất, mà không ai có thể nói cho các bạn được rằng là đây là máy gì và nó khác nhau như thế nào. Đầu tiên mình sẽ nói đến máy CPU. Máy CPU thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là một loại máy mà khi Apple xuất xưởng ra này, đến với tay nhà bán lẻ, đến với tay người dùng, mở ra và nó bị xước, nó bị cấn móc trong quá trình vận chuyển, hay là có một số các lỗi nhặt lặt vặt nào đó xảy ra ở trên máy, thì chiếc máy đó sẽ được trả lại về cho Apple và Apple sẽ kiểm tra kỹ lưỡng lại hơn và tân trang lại với chiếc máy đó để cho chiếc máy được cái độ hoàn thiện tốt nhất và đúng với cái tiêu chuẩn xuất xưởng của Apple. Sau đó thì Apple lại đóng hộp và xuất lại về bán như bình thường thôi. Nhưng một chiếc máy mà đã sửa chữa như thế, thực ra thì cũng không phải sửa chữa lắm, đó là tân trang lại thôi. Tân trang lại một chiếc máy như thế và xuất lại ra cho thị trường bán thì làm sao mà có thể có một cái mức giá mà bằng được với cả một chiếc máy mới như thế này. Thì Apple bán ra cái chiếc máy đó lại và sẽ đóng ở trong một cái hộp màu trắng tinh và sẽ ghi một dòng chữ ở dưới là Certified Pre-Owned, là một chiếc máy CPU đó. Đó. Và họ sẽ ghi rõ ràng như thế ở trên vỏ hộp luôn. Mặc dù là rõ ràng một chiếc máy mà khi mà họ đã sửa chữa lại đẹp như thế rồi thì họ hoàn toàn có thể là đóng vào một cái hộp mới tinh như thế này và bán ra, có ai biết đâu. Nhưng không, đó là luật và Apple phải làm theo. Đương nhiên thì những cái mức giá của chiếc máy này nó sẽ thấp hơn so với cả máy mới và người dùng có thể được hưởng lợi hơn. Tuy nhiên thì thấp hơn cũng không mấy đâu, bởi vì sản phẩm này nó vẫn đang được toàn vẹn rất là ok mà. Ngoài ra nữa, cái sản phẩm này nó vẫn sẽ được bảo hành toàn vẹn là 1 năm, thường thì là 1 năm cho những cái chiếc máy CPU. Như vậy thì người dùng có thể đảm bảo an toàn trong một chiếc máy mà đã được tân trang lại một chút. Và mọi người có thể yên tâm với cái sản phẩm CPU này. Gần như nếu như bạn chọn được sản phẩm CPU thì sẽ có một cái mức giá thấp hơn so với cả máy mới, và chúng ta sẽ có lời ở trên chiếc máy như thế. Tiếp theo, chúng ta đến với cả một loại hàng mà như ban nãy mình có nói ở trên, nó rất dễ bị nhầm lẫn với cả hàng CPU, đó là hàng refurbished. Loại hàng refurbished này nó sẽ là một cái máy chúng ta hiểu đơn giản là khi chúng ta bị lỗi ở bên một cái máy MacBook của chúng ta. Lỗi bất kỳ về cái phần gì, về nguồn, về màn hình, về loa, bàn phím, Apple sẽ nhận lại cái máy đó, bảo hành cho chúng ta bằng cách là sửa chữa. Nhưng nếu mà không sửa chữa được thì Apple sẽ trả lại cho chúng ta về một cái máy mới. Và cái máy cũ đó họ sẽ giữ lại, tách linh kiện ra và lắp ghép lại với các linh kiện khác để trở thành một cái máy mới hoàn toàn. Sau đó lại đóng hộp vào và nó sẽ là hàng refurbished, bán lại ra thị trường với một cái mức giá rẻ hơn rất nhiều so với cả hàng mới. Như vậy thì khi mà chúng ta nghe về cái khái niệm như thế thì làm sao có thể thấy được là nó khác so với cả cái hàng CPU ở bên trên. Nó cũng chỉ là cái hàng mà tách ghép linh kiện, đóng lại và bán lại cho người dùng thôi mà. Nó có khác đấy. Đối với cả hàng CPU thì chúng ta có thể là nó bị lỗi vì việc là nó bị xước khi mà chúng ta được xuất xưởng ra. Nó bị lỗi khi mà các cái linh kiện bên trong nó chưa được hoàn thiện. Thì Apple sẽ chỉ là tinh chỉnh lại các cái phần đó một cách gọi là đơn giản nhất, bởi vì nó không bị lỗi quá nhiều. Còn đối với cả cái hàng refurbished là nó đã có lỗi rồi và đã sử dụng và đã có lỗi. Vì vậy khi mà các cái linh kiện mà được tách ra và lắp ghép lại như thế thì vẫn có một cái rủi ro nào đó cao hơn so với cả CPU rằng là sản phẩm này có thể bị lỗi. Tuy nhiên thì đây cũng vẫn là một cái hàng mà được Apple tân trang lại thôi. Vì vậy nên là chúng ta cũng có một cái độ an tâm cao hơn nhiều so với việc là thay thế linh kiện ở bên ngoài, không phải do Apple làm. Rồi, nói về một cái loại máy như thế thì chúng ta có thể thấy được rằng hai chiếc máy CPU và refurbished đều là những cái chiếc máy không phải là hoàn thiện 100% từ đầu. Vì vậy, chúng ta nên cần phải chọn một nơi bán MacBook thật là uy tín. Bởi vì là nếu như chúng ta làm ra một cái chiếc hộp trắng tinh
đóng thêm một cái chữ MacBook gì đó lên ở bên trên, sau đó thêm cái hàng CPU ở bên dưới hoặc là refurbish ở bên dưới, xong rồi chúng ta bán một con máy cũ ở bên trong nó vẫn còn đẹp và có thể là biết có đủ kiến thức để check được các cái sản phẩm này. Còn nếu mà khi mà các bạn đã lựa chọn được một nơi uy tín rồi, sản phẩm tốt rồi thì đây thật sự là một món hời cho các bạn. Nó không khác gì máy mới mà sử dụng lại còn ngon hơn rất nhiều so với máy like new. Rồi, đến với loại máy thứ ba. Đây là loại máy mà mình đã làm hẳn một video riêng về nó rồi, máy MDM. Và trong video tổng hợp này mình vẫn sẽ nói qua một chút về cái khái niệm của dòng máy này nhá. Hiểu đơn giản là khi mà các bạn là một công ty, các bạn muốn đặt hàng với Apple rằng có một lượng máy khá là lớn để các bạn cung cấp cho công ty sử dụng. Và loại máy này Apple sẽ làm riêng cấu hình theo các bạn đặt với cái chiếc máy đó và sẽ cài sẵn một cái phần mềm bên trong để có thể quản lý từ xa và khóa kích hoạt từ xa nếu cần. Với cả cái khái niệm như thế này thì chúng ta cũng thể nhìn được thấy rõ ràng là đây là một chiếc máy có độ rủi ro rất là cao khi mà đã có một cái phần mềm can thiệp sâu ở bên trong, đặc biệt nó là còn của Apple. Một cái máy mà có độ bảo mật rất cao như thế thì khi mà nhỡ chẳng may máy bị khóa lại và chúng ta sẽ không thể sử dụng chiếc máy đó nữa. Nghe thì nguy hiểm vậy nhưng mà khi mà đến với cả tay của các pháp sư Việt Nam cộng thêm cả với cả kỹ năng của các pháp sư Trung Hoa nữa thì họ đã có các cách để có thể là crack được cái phần mềm này và chúng ta có thể sử dụng nó một cách bình thường, không có vấn đề gì trong quá trình sử dụng hết. Tuy nhiên, đời không như là mơ, làm gì có cái gì mà vừa rẻ, cấu hình vừa cao, dùng lại còn ngon nữa. Chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo, khi mà Apple có thể vá được các cái lỗi bảo mật và không cho crack được nữa thì các cái chiếc máy này vô hình chung cũng có thể rơi vào trong cái trường hợp rất là nguy hiểm, không thể sử dụng được hoặc là có một vấn đề gì đó liên quan đến máy MDM. Từ những cái điểm đã có ở trên máy MDM và quan điểm của mình thì từ những cái video trước đến cả video này thì mình vẫn giữ nguyên quan điểm, đó là không nên chọn máy MDM nếu như bạn không đủ kiến thức về máy. Và cuối cùng, đây là loại máy mà đa phần chúng ta đã biết đến rồi và nó cũng chiếm một phần rất lớn ở trong những chiếc MacBook có ở trên thị trường thời điểm hiện tại, máy like new. Máy like new là một cái khái niệm rất là đơn giản để chúng ta có thể hiểu là máy đã qua sử dụng, vậy thôi. Máy đã qua sử dụng và tất nhiên là nó sẽ không dính dáng đến gì với cả những cái máy CPU này, refurbish này, MDM này. Nó cũng có thể có MDM like new hoặc là CPU like new nhưng mà không, gần như là trên thị trường bán ra thì cũng không có mấy ai mà kinh doanh những cái sản phẩm như thế đâu. Có chăng thì có MDM like new đấy. Về cái việc mà máy like new thì chúng ta đánh giá như thế nào? Máy bóc hộp ra, active lên, từ đó đã là like new rồi. Bất kỳ máy gì luôn nhá. Tại sao mới bóc hộp ra mà chưa sử dụng gì mới active lên thôi mà đã tính là like new? Bởi vì đơn giản là khi mà chúng ta tính một cái máy mới ấy, nó đã là máy chưa kích hoạt và còn nguyên sim nguyên hộp. Như vậy đó là máy mới. Còn không có khái niệm đó thì đương nhiên nó là máy cũ rồi. Và máy cũ thì ngoài cái việc mà chúng ta chọn được cái máy tuyệt vời, đó là vừa bóc hộp ra, mới kích hoạt lên, thấy không ngưng cái là bán đi cho người khác. Và đấy là cái loại máy rất là tuyệt vời và rất là mong các bạn mà mua máy này đi chọn được cái máy như thế, rất ok luôn. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể đến với cả các cái khái niệm, đó là Like New 99, Like New 98, Like New 95 cùng với cái tên là Like New, như mới, nhưng mà lại như mới kiểu nọ như mới kiểu kia, rất là loạn đúng không? Vì vậy nên cái điểm mà mình muốn kết luận ở đây đó là máy like new ấy, nó chỉ là một cái khái niệm mà để người ta gọi về một cái máy đã qua sử dụng mà thôi, chứ chúng ta không phải nghĩ đó là máy gần như là mới đâu nhá. Bởi vì là cái khái niệm thì gần như là chỉ là do các cái đại lý bán ra họ tự đặt ra với nhau, tự đặt ra cho khách hàng. Mỗi một bên đại lý sẽ có một cái khái niệm like new khác nhau nhá. Vì vậy nên là máy like new ấy thì các bạn khi mà nghe đến like new 99 thì cố gắng xem giúp mình là xem máy nó có bị cấn móp nhiều không, có bị xước sát nhiều không. Nếu mà nó xước nhiều quá thì cũng không phải gọi là like new 99 thôi nhá, chỉ xước gọi là qua thời gian sử dụng nó hơi bị xước. Chứ còn nếu mà bị cấn nặng hoặc là bị nhiều vết cấn quá thì cũng không tính là like new được đâu. Rồi, ý nghĩa của video này mình muốn hướng đến cho mọi người đó là lựa chọn được một cái chiếc máy xứng đáng với giá tiền của chúng ta, không bị hớ, không bị lừa và nó phải là một cái chiếc máy xứng đáng với những gì chúng ta bỏ ra để phục vụ cho chúng ta một cách tốt nhất. Tất nhiên, về các cái loại máy ở bên trên, hãy lựa chọn những cái địa điểm bán máy uy tín nhất và có những cái hậu mãi tốt nhất để có thể là xử lý được cho những cái chiếc máy đó. Bởi vì cơ bản tất cả các chiếc máy vừa nói ở bên trên tính ra nó đều không phải là hàng mới, không có Apple bảo hộ. Vì vậy nên hãy cố gắng lựa chọn đúng nơi nhất nhá, hoặc là để bên Mac One rất là ok. Đó là chia sẻ của mình về một số các loại máy MacBook mà các bạn có thể nhìn thấy đâu đó ở trên các bài quảng cáo trên mạng. Liệu mình có bỏ sót loại máy nào không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần comment nhá. Và nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.